Nước mỗi ngày nó cạn một ít. Đấy, cái chỗ này là hôm qua là nó đang còn vướng cái hai cái ô của cái hồ này, hôm qua là nó vẫn đang còn gặp nhau, nó đang chung ở đây, nhưng hôm nay nó tách hẳn ra rồi các bác. Hôm nay thì bên này một ô này. Đấy, bên này là một ô biệt lập. Anh em hôm nay sẽ kéo ở bên cái ô này. Bây giờ là khách đang đợi để lấy cá giống rồi, đang có xe đang đợi trên đường rồi. Anh em kéo nốt vào mẻ rồi dồn cái mẻ hôm qua nữa là lên là đưa lên xe thôi. Giờ liệu vét hết được luôn không? Hết luôn. Cái này là vét 2-3 lần là hết luôn. Anh nghĩ là không hết được, với cái cá chép với cái cá nó rút bùn á, không bằng ấy, nó chui được thôi. Nó chui. Với là tùy loại cá chứ, cá chuối, cá chép là nó khó. Cá chuối, cá chép nó khi phải lúc cạn bùn, cạn nước, bắt bằng tay mới bắt. Thôi kéo đi, tớ đi gỡ cho. Chúng mình là chuyên gia gỡ rối. Có chuyện gì rắc rối gọi chúng mình. Đúng. Anh em cứ gây. Anh em cứ gây rối đi, thoải mái. Chúng mình gỡ cho. Ô, nó vướng vào, nó vướng lưới. Vướng lưới. Ô, vướng lưới. Cái thùng bên cạnh được. Cái thùng bên cạnh nhé. Bỏ đây nó chạy mất. Rồi, để đi. Mình phải đi keo chứ. Giờ đổi con nó kịp đấy chú ạ. Cứ đổi đi. Mắc được. Vào rồi, ok. Lại vào được rồi. Tưởng bình thường mà đổi chưa ạ? Cho ơn đi gỡ lưới là hơi vất vả. Đó, đấy nó sâu. Đi. Ấn sát xuống nhá. Ấn hết cỗ rồi anh ạ, ấn nút cắn. Đi bắt cá trần luôn. Mày hết. Xuống tí. Còn cá không mà thấy vắng nhỉ? Kéo đi, kéo cả lưới, cả trên cả dưới đi. Hôm nay lạnh hôm qua. Này nó mưa mưa. Hôm qua được buổi nắng ấm ấm. Hôm nay nhưng nó không lạnh lắm anh ạ. Nó không buốt đây. Này nó mưa. Được tung thế ở chân trì đấy quý ạ. Tung mình cái phao rồi lâu mình giật cái dưới. Đây này. Sao mà ra luôn. Ê mà chúng hứng luôn đấy. Đấy cao quá. Thế mà đi. Con này đi cho đi thi là được đấy. Đi nhảy cao. Cá nhảy vào. Bên ngoài. Ấy, bắt đây. Bắt luôn. Cái rồi. Nó luôn, nó thủng nhá. Bọn người cá kẻ ác. Con. Con. Ăn ra đi, ăn ra đi để anh Nam anh khép cùng sát cái lên này. Cứ được. Ra ngoài đi. Ăn ra ngoài đi. Ui giời. Ăn ra ngoài đi. Đấy, để anh Nam anh khép đấy. Phải khép đi. Thế này chắc ăn. Đúng rồi. Như thế nó cũng đỡ vào bên này, em cũng đỡ được cái mặt. Tính con to rồi. Ui. Nó vắng lắm nhỉ, không tính này. Chúa nhiều lắm chưa? Rồi, chuẩn bị. Kéo nó con cá 50 cân này, 60 cân này vào, con nó lên. Con gì đây? Bên này. Bình thường như này vào là rốn là tưng bừng lắm, bây giờ thấy vắng. Nó cũng ít dần chứ, hôm qua mình kéo nhiều rồi mà hở chì ấy. Hở chân chì nó ra đấy. Tưởng là cái hồ này là cá kéo không bao giờ hết. Cho con này ra thôi, tự ra thôi. Từ từ. Kéo lại cái mẹo, ôi sao mày mày có nhà cá chuối. Con chết rồi. Từ từ nhá. Nhấc cao cái này lên. Con chết to đấy. Từ từ để khép dưới đây đã. Hết chưa? Từ từ. Tổ lắm rồi. Dưới này ra. Ui, con mẹ chồng. Kéo nó vào rốn đi. Ui, kéo tổ lắm. Kéo. Kéo xót. Kéo vào rốn đi. Kéo xót. Ui, con chép rồi. Ui, con chép được nhéo rồi. Ngóm rồi. Ô, xong. Tao lại ngóm thế nhỉ? Đây là qua bị sụp bùn. Đây đi ăn xe này. Ngóm thế này cơ mà. Thưa đây anh em. Chết luôn nữa, chết từ lúc nào chứ? Mất rồi, qua nó kiểu nó chui xuống bên dưới cái chân lưới. Nhưng mà không sao, nó chưa hỏng. Sao còn ăn được? Từ từ. Cho bên này xuống. Gì mà quấy kinh khủng. Hay là nó không buộc đâu? Con cá kẻ đây đâu? Con cá kẻ đây này. Con gì mà chui vào chân mạnh nhất? Con cá kẻ đây này. Cái này là chuột. Nhiều đi chứ. Nhiều đâu mà ít đâu. Nó không chạy đúng không? Bảo là ít đâu. Không chạy đấy. Cái này luôn để ta không cần phải biết đâu. Từ phía.
Thôi, có lấy cả trăm ông. Ok, đấy, lấy rồi, đưa thùng. Đấy, bao nhiêu thùng mà? Lấy cái thùng kia đi, để này. Thùng có nhiều kia. Đem thùng để kia để nhặt trăm ra luôn. Đứng tay luôn kia, đứng cá. Nghiêng nghiêng cái thùng. Đợi thêm là rồi anh kéo luôn mẹ. Đợi luôn đâu, mạnh. Ông hèn nhằn. Bảo anh lái xe đợi đi, kéo luôn. Rồi, hai cả cá vượt này. Lên, có hai con kia lại rồi. Ô, chị Nam ơi. Liệu có được 3 thùng không? Chỗ này nó còn phải 3 thùng nữa anh ạ. 3 thùng nữa. 2 thùng, 2 thùng nó nặng. Rửa đi anh chưa, cái này đâu, hôm qua bị thối. Tép thôi. Để em nâng lại, anh đỡ đấy. Đỡ đấy. Vẫn còn nhiều vượt á. Hai anh em có được không? Được, anh chỉ cần anh giữ kia cho em. Còn nhiều vượt thật. Ngày nào cũng được mẹ nữa. Rồi, được. Chị Minh ơi, lại đây luôn, lại đây luôn. Còn mẹ. Vội là vội, hôm nay có khách có xe sang đợi thôi chứ còn. Không thì cũng cứ từ từ. Xe họ đang trên bờ, họ đợi như kìa. Giờ anh em lên cứ được chuyến nào thì cân luôn cho đấy các bác. Cá. Bán cá đúng rồi. Kiểu nó phải nhanh chứ không cá ăn chết nên là chạy. Hết. Kiểu mà đội kia không vội thì kéo luôn thêm mé luôn cho được. Ok. Bỏ lái xe chờ đi, chờ lúc dưới. Vâng. Cái mẻ dưới lưới là hết rồi đó, bây giờ mình vớt ở cái tráng mẻ hôm qua thôi. Không. Bạn sốt cà chua chua là quả chua ngon lắm này, cái này. Phết. Quả này tầm khoảng 5 7 lạng chứ. Không biết. 4 lạng. Chôn lại. Hai cái mẻ to hả? Được. Cắm có vẻ khỏe hơn, nó cứ chạy. Cắm cỏ, cắm đèn hay cuốn. Đèn, cắm đèn. Cắm đủ cắm. Hôm nay là con nào mà nó bị chóc vải là tối hôm qua nó chết. Nhưng mà không bị, đang còn khỏe. Quấy mạnh ra rồi. Cắp này được đâu. Đi cỏ này cũng thả đỉnh luôn. Khỏe. Nè luôn. Mà nó khỏe hơn trăm ốc nhiều. Trăm ốc nó hay bị bung vảy. Bung vảy lắm. Hai bảy cân. Cân cả nước. Cả nước. Rồi bắt cá rồi để lại nước. Rồi đem cân xuống. Cân nước lên. Quy trình là thế. Cá nó khỏe lắm, cá này tuyệt vời luôn. Có bọn chấm cỏ thì không chắc ăn lắm, nhưng mà chấm ốc thì không chắc ăn lắm. Nhưng mà chấm cỏ là ngon. Khỏe. Ăn hết chưa? Dạ. Cái bò nó cũng xuyên nhỏ ấy. À, rồi đó, cái bát đi qua. Thôi đây, bà bò cùng lên, cùng lên. Đây, đây, tiếp tục. Không, xong rồi, bà xong mà.
bỏ thùng lại anh nhá. Chuyền như này chở nó có sục chứ. Chuyền sục. Xe mình phải đóng bạt để về nhà làm muối hết. Từ ra con này đi. Con này từ ra đi. Đem lại. Bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây. Bỏ vào đó, bỏ đi xuống cân luôn. Bỏ đây, bỏ đây. Nhớ lắm rồi. Một cân. Trừ bì cũng là bằng trừ cá đấy. 11 cân là còn bỏ lên từ kia anh cái thùng xốp này. Còn 17 à còn 16 cân. Đó, là cái chỗ này. Đây là 30 cân này. Vẫn ngon. 30 cân với lại 37 cộng với 22 là nó. Cá ăn vẫn ngon mà. Nó vẫn đang sống mà. Cộng với 16 này. Kéo thêm không nhỉ? Kéo chứ, kéo thế này đi chứ. 6 cộng với 45. Cái này chứ. Vét cái này sang hết đi. 3 này. 11 này 10 này. Nó có 103 cân. Trôi nhỏ cho hết tạ đó rồi còn đâu em đây. Mới được con tạ. Chú vét thêm. Xe đang chờ thì xuống kéo tiếp. Kéo hết đi. Xe thì họ ở trên bờ họ nổ máy rồi. Nên là nghe cũng hơi sốt ruột. À nổ máy đây chắc nổ máy cho cái sục nó chạy thôi chứ. Nổ máy cho sục, có điện cho sục chạy. Cột rốt như nào, cột rốt như nào. Đấy là vô rồi. Mắc rồi. Có dấu hiệu là hết cá các bạn. Mỗi mẻ là cứ mẻ sau là nó ít hơn mẻ trước. Kéo. Từ từ ăn đây. Đạp vào chân anh. Chân anh bên dưới. Chú lấy chân anh làm đá gì. Mẹ giờ tầm khoảng 60 cân. Nó không gì em đã đè dưới chân rồi. Anh chờ bên ngoài kia nhá. Nó nhảy bên ngoài. Này, thằng chép này. Thằng chép cho nó ra. À, bắt đầu thu phi vào nhiều nhỉ. Nó đi nhảy mầm. Nó nhá, thu phi nhá. Thôi thôi. Nhẹ nhàng nhá, nhẹ nhàng nhá. Thôi chưa, đi chưa. Rũ đây. Rũ đi. Rũ đi. Không, không bị đến. Ôm đầu đi. Tiếp từ từ. Ôm đầu. Ôm ngoặn đầu lại đi. Ôm đầu đi. Các cá chép vàng gì nữa. Ui, nhiều bồ đốc. Ui, nhiều bồ đốc. Bồ đốc. Kéo, ra gì ra ngoài kia, kéo ra ngoài cho chụp cho bồ đốc đi. Đi chưa xoay thăng.
Rồi. Đây. 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 Không có trăm mấy. Không có trăm mấy, chỉ có chép với lại trôi. À, bắt đầu cạn, bắt đầu vét được chép rồi đúng không? Cạn này là bắt đầu bắt được cái chép rồi, nhưng bình thường nước sâu rồi chị. Đi thế. Đi qua. Đi qua. Qua lên kim. À đấy, nó chép rồi đấy. Nó chép rồi đấy. Lên bờ, lên bờ đấy. Thì là có bắt đầu chép rồi. Lên thêm, lên thêm rồi đi. Lên thêm, lên thêm. Đúng lên đầu nè. Đúng lên đầu nè. Nhiều chép lắm, mẹ này á. Nhiều chép. Từ từ. Chấp vui chạy chạy không? Mất rồi à? Ok, chấp chấp. Mẹ này nhiều chép nhau. Chép. Thường cái loài chép nhiều này. Đấy này. Chép này nấu cháo thì thôi rồi chú Bình nhỉ. Cháo là nồi cháo. Đúng rồi anh ơi. Khi chưa nói không phải ăn cơm đâu. Rồi, phân loại đi. Nấu cháo cá chép mà. Rồi. Với ít à? Với ít, ít lửa. Ít hạt lòng hai mẻ. Tiếp tục. Đeo cái chùi. Chùi nhiều phi nhiều đá đau lắm. Rồi đây, cho ít nữa. Ủa, tép nhiều lắm, tí dồn tép lại nhá. Đây, đây, đây. Vào vào lên không chết cả. Đúng lên cái đó. Đang còn, đang còn. Bắt đầu thấy cá sót rồi đó. Sót. Chuẩn bị là lâu diễn rồi. Kẹo hạ xuống để em để cái này. Đây anh ơi, hoa đá kìa. Đây là để loại lên cái chấm đi đó. Rồi, rồi, đi. Cá này được bao nhiêu làm bấy nhiêu chứ không mất vốn. Cá sót đẹp ngon chưa? Đẹp đẹp luôn. Cái đây chốt rồi chị, em đi thả đi. Được chưa? Thế nào con thùng không? Để con cho cái thùng con thùng không? Đây đây. Cá này bỏ một bên này. Tôi bị ngon. Có dám à? Bắt đầu là được. Bắt được những con cá nó bắt vào đây luôn anh. Nó có mặt ở đây từ rất lâu rồi. Cá chép này là chấm sót. Mấy năm nay chứ đây mang mang đi chứ. Ôi, ngon phết đấy. Mấy năm nay chưa thả đâu á. Rồi chỗ nhỏ cho không ao kia hết đi. Cá phi để thùng nào. Cá phi đây, cá phi đây. Nửa thôi, một nửa thôi, một nửa luôn. Nửa ngon đi. Cho lên luôn đi hết thùng rồi. Ôi, cho hết à? Rồi, cho cả. Không hết rồi đâu. Hết luôn. Hết luôn. Một thùng đầy. Đỡ 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 cái thùng, đỡ cái thùng. Rồi thôi. Này, bốn người cho cả vâng lên lên. Lên 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 lên. Rồi, rút lên. Chắc bỏ lắm đâu. Chắc bỏ lắm. Ui trời. Nhặt cắm đi, nhặt cắm đi. Ôi con này này. Con này nấu cháo đỉnh luôn này. Trôi đi, trôi đi. Bán trôi to rồi. Trôi to, chắc to. Chấm nhỉ, chấm nhỉ. Chấm đi, cho con nào nó lấy đi nó úp chạy lan kia. Rồi lại làm con nữa. Để mấy con rồi rồi là hôm sau ta làm bữa thật ngon rồi con phải làm nhúng mẻ chứ mấy nhặt. Nhúng mẻ. Ai à. Úi cha. Chúng gai gai rô phi. Mấy con bắt ngược kia đi. Không đây là cá trôi. Con chấm cho mình. Con chấm nào đừng đi luôn à. Con chép này. Con cá vượt kia thả đi. Cá vượt. Từ 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 từ. Vượt này phải bắt cẩn thận. Ủa con chép đẹp chưa. Quý rồi anh xem nào. Đây này. Để anh cầm anh thả bên này cho chú đấy. Chú chơi ngon. Chép rồi. Con mẹ đẹp luôn. Mẹ này chép này. Chém này. Đã đời. Con này béo đấy. Mẹ trắng này. Con có trứng. Mẹ trắng thả vào kia. Trời ơi. Con trời ơi. Kia thả. To. Cái này chắc cũng thả vào cái tráng cái đúng rồi đúng không? Này bắt đầu thả hồ cá thịt rồi. Các bác ăn trôi ăn chép là có nhiều rồi. Có con nào không? Chém không? Đi đi đi. Anh đưa con này. Chạy lan bỏ con lưới à? Tôi ngon nhỉ, tôi vừa ăn á. Vừa ăn. Hết chưa, hết hết. Đi đi đi. Hết rồi. Đấy, cá phi, cô phi cá tạp này. Cái đây là đâu rồi? Cá chua cũng ngon, cá chua ngon lắm. Đây đây đây. Đấy, chạy làn đây, chạy làn đây. Hai ăn chuối. Hai thôi, mở đi. Hai thôi. Cá chuối á. Lấy cả cá chuối á. Cá bán đó. Chỗ này hạ thẳng chỗ này. Cá này là cá thịt đấy. Đây là cá thịt. Anh em làm cái bạt này để
tách riêng cá giống với con cá thịt ạ. 4 cân đó. Là gì đến? Con này á? 4 cân cân 2 lần. 4 cân có phải con cá mè kia. Để cá thịt là anh em sẽ để ở đây. Các bác mà lên đây mua cá thịt thì anh em sẽ xuống bắt là nó tiện hơn. Đấy, trên kia xuống đây thôi. Còn cái khu mà cá giống thì anh em sẽ phải nhốt ở bên kia. Nhốt riêng thôi, bởi vì là cá thịt thì các bác lên mua hàng ngày, mua liên tục. Nếu mà nhốt chung với cá giống là nó sẽ bị quẫy bùn lên ấy. Là con cá giống nó sẽ dễ bị chết. Nên là nhà tách giường cho hai nơi. Cái này là cá rô phi này. Bằng cái kia hả? Bằng cái kia luôn. Cá ngon nhỉ. Bên này ăn đến đâu nướng đến đấy mà. Mới có mấy ngày mà vẫn không chán nhỉ. Ngon rất, cá ngon. 15 ngày thì sao nhỉ? Mới có 15 ngày. Mấy ngày bọ. Đây là 15 ngày. Ăn tốt. 15 ngày ăn. Đó là bọn em còn cộng bù thêm những ngày ăn trước. Ai đã nóng. Nóng ạ. Các bác xem không biết chán chưa nhưng anh em vẫn đang ăn. Cá này phải khói. Cá hun khói mà. Hun chả khói. Có nhiều bác bảo thợ rừng quá thì suốt ngày bắt cá. Nhưng khổ không bắt thì bây giờ mà không bắt là không bắt là nghề cũng mệt ạ. Không có cái gì thì đến luôn rồi các bác. Ngọt lắm. Ở đây là có nhà máy sản xuất nước các kiểu. Mình làm cái mắm cá. Nấu là không ngon bằng cái nướng kìa. Nướng nó ngon hơn chứ. Già lại nướng tiếp. Thì con cá chấm này ngọt hơn. Cá chấm chưa chín đang dài. Lở lên hai con thấu chín nó chắc rồi anh ạ. Lở lên là không đấy. Nó già nó chắc thịt thôi. Này. Chó bây giờ nó không thèm ăn đâu mà. Nó nghe mùi cá nó cũng sợ. Bây giờ chú ném cá nó lắc đầu luôn. Nóng lắm không dùng tay được. À dùng đũa. Sau lấy con túi. Nóng lắm. Chắc không cái này. Nóng thử cắm bột đấy, nó cá này. Bột nhão nhát thế. Ôi trời. Thôi chín rồi nào ăn từ đấy thôi mà. Thôi cứ ăn vào đến bụng để chín là vừa. Cái này chỉ cần chín đến 80% là anh Năm nhỉ. Đúng mắt là ăn. Hôm qua vừa ăn cá sống xong. Cá là cá sống trong trong. Hôm qua vừa ăn cá mè, cá gọi cá mè. Khiếp ngồi đâu cũng chảy nước mắt ra. Anh ấy. Nó nóng không dùng tay được anh ạ. Nên dùng cái đèn chín. Nhưng mà nó không nhiều thịt như cá rô phi nhỉ. Nhiều xương. Nhỏ lắm, cá mốc đông nhỏ. Nhỏ ngon anh ạ. Thịt vẫn nhạt hơn nguồn cá chuối. Cá. Đúc. Em thấy nó ngọt hơn đấy. Vì nó chưa chín. Em thấy nó ngọt hơn. Ăn nhân khoai anh ạ. Cầm cá. Cầm cá quyến. Nóng lắm. Ui dạ. Ui dạ quá đi. Vừa ăn vừa khóc. Mượn tí. Ô, con này chưa chín thật. Cái mè này tưởng là không được, định là không quay. Nhưng mà lúc xem xuống kéo được nhiều quá lại quay. Đấy, cá tầm gãy vài cánh như này. Hồi nãy chúng mình bị cá nó bắn rồi mấy phát liên tục. Bốn phát liên tục. Mình càng nói bảo tôi trúng vào đâu trúng, đừng trúng vào mặt là được lại bốn phát. Vì chúng mình đang rửa cái bùn đấy. Rửa ra. Rửa ra giống. Mày này toàn cá ngon thôi. Mày này có vẻ nhiều tôm, nhiều trôi. Còn chú to với là gãy. To với chép. Chép. Đúng tay. Chấm được nhiều đấy chứ. Thì nhiều chấm đấy. Nhiều chấm đấy. Đây 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 nha. Phần 3 thôi nhá. Nào tay dưới thò hắn tay cầm tay đây. Đây rồi, ta chủ. Ấy. Cho lên bờ nhanh. Bắt chạy nằm không? Ủa mẹ nói hơi nhiều đấy. Vẫn còn. Ui. Từ nhá, từ thôi. Ra này. Ra. Ngay mà. Ra. Rửa nó ra mà, rửa trơn nó ra ngay. Ở đây này, anh rớt mày em bắt được này. Em mà thả thì làm sao anh biết được. Đấy. Phải tự tái cám được. Nó bám trước mà, nó vẫn đi được nào, nó bám trước cho mình mà. Cho một nửa cái đấy. Ủa, tao có phóng. Từ
Rồi, đi luôn. Lên 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 luôn. Kết thúc à? Kết thúc à? Mày Yến đấy. Có ai lấy chấm giống thì lấy luôn anh ơi. Có. Chấm cho các kiểu thì bỏ vào trang ra, có người lấy cá giống luôn. Ô mà thả cá giống trước đi, không có chết. Thả cá giống trước đi. Nhặt cá kia sao? Nhanh nhanh mà, nhanh. Cứ thả cá giống. Vướng. Hai vị đi như thế này. Từ từ, nó là trượt ngã đó. Thoải mái cá giống. Chiều chiều có các bác lên đấy. Ê cái tôi không để bán. Tôi còn đẹp phết đấy chứ. Tôi không để bán. Đẹp. Đứa này đẹp nha. Toàn trắng đẹp. Cho bảy cá. Con này cũng to này. Cho múc đây là con này nó thịt được rồi. Con này là ăn được tốt rồi. Cho vào đi. Cho cái kia ra để mang cái kia. Chép với là mè này. Đã ra sang cái kia. Chép ở kia bán được. Mình chắc thành vận động viên chạy đua với bùn nữa. Bùn nó chạy mà ẩm. Đấy, hơi ít à. Đấy, ít lát sang đổ luôn cái chết đi. Cháu vào luôn để sang bên này sang. Ôi trời ơi. Đây nè. Từ từ. Từ sang bên này không lại nặng quá. Bên là to này. Bên nào nặng? Bên này này. Mày sao nặng? Ôi đưa đấy, không nặng nó. Đi đi đi. Bé kia đi đi. Đi đi đi. Đi đi đi. Đi luôn đi. Đi lên đằng kia. U, con chép to. Con chép này nấu cháo tuyệt vời. Cố làm nồi cháo đi. Cái bổ lắm. Ui, để nặng rồi. Mẹ này nhiều hết mà. Ồ, cứ băng cái thảo cái tắm đi. Đi 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 đi. À, bên rồi. Cảm ơn, nặng quá. Sao anh bỏ. Đi. 30 cân thôi. Mà 40 cân. Ôi đây ạ. Chân nó hơi ngắn rồi. Lại. Cái này có lại bao nhiêu hết nhỉ? Nó nói cái bùn, cái bùn nó loãng nó nằm cái bùn. Bắt hết. Đi 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 tắm rồi. Chép bây giờ nhiều mà, chép bây giờ có rồi. Cứ mang thả cái giống trước đi. Đi 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 đi, thả cái giống. Nhặt bớt đi. Chắc là to rồi. Hôm nay tôi làm một cháo hợp lý luôn. Không được. Chắc tự nhiên. Này rồi cháo tuyệt vời. Ôi nè, cái này. Tôi đây bây giờ. Đây đây đây. Con chỉ cái kiện đi là cho anh này. Còn cái tôi. Cả thùng luôn, đây cả thùng luôn này. Đấy. Chết mất là không ai mua kịp vẫn chết mất. Nhưng cái đầu xuống. Ui, con cái kia to nhỉ. Mà mắt này. Hôm nay còn nước gắt đi bỏ ra ngoài. Còn chép này nữa hai em thì ta lấy đấy. Còn số một vét luôn đi chứ. Ô, lên đâu. Chết ra cái cỏ chứ kìa. Chạy. Chạy bộ 18 giờ, chạy tối tầm 2 phút đi. Người thì chạy để tiêu bớt đồ ăn đi, người thì chạy để kiếm ăn. Cân rưỡi. Ui, cân 8 gần rồi. 2 cân mà, cân chắc 8, tổ phết đấy chứ. Chắc cân 8 này. Mẻ thứ 3 trong buổi sáng nay các bác. Mà cũng không phải là buổi sáng đâu rồi, bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Mẻ thứ 3 trong ngày. Hồi nãy anh em nướng cá rồi ăn tạm. Kéo xong mẻ này nữa rồi mới lên ăn cơm.
lòng hồ kìa. Cái lòng hồ nó mà bằng phẳng cơ mà. Bẹt hết. Kéo 1-2 mẻ là hết rồi. Mà nó gập ghềnh quá. Phải nhá, kéo mệt. Kéo đi kéo lại vẫn có cá mà. Không hết được. Hôm trước cái ao nhà Ân em kéo 5 lần rồi vẫn mà nó khi nó bằng vẫn còn khó đấy. Đấy, đoạn này để gập ghềnh. Nó kể là có đây. Mẹ làm kỹ lắm. Mẹ này kế về cá thôi chứ không lấy được con cá kể. Ủa, cá chỗ đây nhiều. Nó vào, vào lưới. Không phải nó chỗ hỏng này, nó không cái tùy vùi. Bây giờ nó xuống chỗ chân mình á. Này lên bờ luôn. Nó lùn lùn thế nào. Luôn vào trong lưới. Kéo qua đây tí đi. Qua thì qua tôi bỏ cái đấy. Đội anh em bơm nước lại bắt đầu chuyển ống lên phía trên này để hút phía trên các bác. Hút cái ngăn cái ổ mà anh em đang đứng này, đang đánh cá này này. Bây giờ là anh em sẽ lên cái đấy lắp máy đi. Bơm ở đây. Đây, bơm ở đây ngược lên trên kia. Cứ hãy bơm đi bơm lại để xong cái mẻ này là anh em sẽ không kéo nữa mà hút cạn luôn, hút cạn để bắt bằng tay luôn. Bây giờ lắp máy ở đây các bác. Đấy, bơm lên. Cơ bản là anh em không có đủ thời gian, không có đủ người để trực máy bơm, cho nên là phải thuê riêng một đội. Thuê riêng một đội để làm máy. Còn mấy anh em chỉ tập trung để bắt cá thôi. Bắt lấy con cá 6 lăng cân kia nhá. Được ướt cái này tầm 6-7 cân rồi, 6 cân rồi. Này nó lên cân rồi. Này lên cân rồi, ướt thế này á. Nó lại teo cái kia lại không? Teo nhưng mà kích thước trọng lượng không thay đổi chứ. Không thay đổi. Nhưng mà nhà có thay đổi không? Không thay đổi. Thay đổi chắc chắn nó thay đổi. Cái trọng lượng nó có thay đổi không? Kích thước thôi. Nói chung là không muốn phân tích sâu vào nhưng mà nó sẽ không thay đổi. Thôi bảo nó không phân tích sâu mà. Từ từ thôi, tại vì nó xuống dấu chân mà nó ra. Đấy, đấy, đấy. Nó giúp bùn ác lắm. Bùn này. Đấy. Rồi rồi. Cao lên chứ cao. Đó, nghe tầm nó không ra được đâu. Rồi rồi. Cao hở đấy. Không ra được đâu. Nhiều tay chơi nó giúp. Giúp nó bùn đấy. Này em khép tròn chân rồi. Nếu mà đem đi được thì em. Hai thùng khuyên luôn. Ít thì đem còn nhiều thì thôi. Em hiểu, kéo luôn một mẻ. Nhiều chứ. Nhiều mà. Ước thêm cũng phải 3 thùng. Mệt nhỉ, cá nó nhiều quá. Mệt. Cá mẻ nào cũng mệt, phênh phênh ốm. Ít thì buồn mà nhiều thì mệt. Ít thì buồn mà nhiều thì mệt thôi. Có 2 thùng nữa. 2 thùng là vừa ấy. Còn lâu. Nhiều lắm. Sao nhỉ? Cá nó mà cứ kéo nó, kéo đi cái lại vẫn còn nhỉ? Hình như là cái này là cái ao sạch xanh hay sao ấy? Ao sạch xanh à? Càng kéo càng thấy là sao? Này, cá chấm to rồi mới thấy này. Để anh ông anh kia một con cá chấm vào đây. Đây phải 5 thùng luôn. Cá chấm đẹp bây giờ luôn. Úi giời, cá thuất, nào lắm. Chấm to. Lấy cái gì chấm to này nhỉ? Có cỏ đúng hay là con cá kể ấy, bây giờ nó còi bằng từng đấy thì là cá kể nhiều quá nó còi rồi sợ quá nó còi rồi cắt chỉ là chắc là phần đây sân rồi chưa bao này lên này chưa bao rồi hơi nặng ấy u toàn trắng không vậy toàn đẹp đẹp không vậy lên này lên này này cái toàn trắng cái ngon không đấy u cái này được toàn trắng đẹp thôi. Đấy, bây giờ chấm mới được. Chấm ơi, chép đẹp chưa? Chép đẹp thế. Chấm mới chép. Đấy, đấy, đấy. Đấy, cho con đốt kia xuống nốt. Còn bắt con gáy trên này này. Đấy, đấy, hết rồi, hai chép. Chép này, chấm này chỉ ta làm. Không có còn. Ui, đi đi đi. Ui, đi đi đi. Anh từ từ bế con chép lên, chép con to. Chưa, hết chưa? Con chép á. Hai cân, thôi hai cân, hai cân, thôi hai cân, hai cân. Làm đi nào. Vừa thả ra ngoài. Vừa thả ra ngoài không? Kìa. Ôi. Mẹ nó lên nhá. Ui. Nốt trong này nó chật quá nhỉ. Chật mà nó nhiều cá bắt đầu là cái người nữa rồi. Anh em đang bắt mấy con mè hoa lên thịt trước. Thì trước để anh em gửi xe về cho các bác. Anh Hải ơi. Một số bác thì cho om dưa. Nồi nấu nồi cháo á. Tối mà tụi mình nấu nồi cháo mà ăn. Tầm giờ om ngại ăn lắm. Chỉ bây giờ nồi cháo ấm ấm nóng nóng mà sướng. Lạnh tiếp. Còn tiếp.
trong kia còn gì? Kia còn, nhưng mà đây cũng có mà. Anh em thấy cá đột biến chưa? Cá ở cổng đuôi cong. Cá này đuôi cong đột biến luôn. Đột biến này. Có khênh được không chứ? Ôi trời, nặng lắm. Cái này phải tầm 90 cân không? Thế mà cũng còn 50 mấy cân. Chứng tỏ là mình yếu. Chứng tỏ là già hết rồi, già cả rồi. Làm cân. Thôi cho xuống chứ không nó hỏng cân. Hỏng lò xo. Lần sau đặt xin mua sao, hy vọng vừa vừa thôi nhá.